Chào thể anh em nhé. Hôm nay vừa về một con chim cũng là dạng mộc dở nhá, cũng thuần được 80 đến 85% rồi nhé các bác nhé. Con này thì bộ lông mới nhé các bác nhé, bộ lông mới được 90% rồi nhé các bác nhé. Vừa về đến nhà cho ra hồn là chơi luôn nhé các bác nhé. Con đuôi của nó còn thiếu một tí nữa nhé các bác nhé, chưa đủ dài nhé. Cho xem đồng mà nó nha, đồng mà rất là đẹp nha các bác nha. Con này không tập lối gì nhé các bác nhá. Các bác nào kết thì cứ alo em nhé. Nên video đến đây thôi nhá, các bạn nào kết thì cứ alo em nhá. Xin không tụt lỗi gì nhá. Xin thuần được 80 đến 85% nhá. Chào các bạn nhá.